Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 Pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã, ba la, mật, đa trăng, không thiện hiện, Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, Tánh bình đẳng, tánh ly xanh Pháp định, pháp trụ, thật tế Cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ Của bốn điều không sợ Bốn sự hiểu biết thông suốt Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả Mười tám pháp phật bất cộng Có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng Không thiện hiện Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của Pháp không quên mất, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải địa chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ của pháp không quên mất có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của tánh luôn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất bất tư nghỉ của tánh luôn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải ngay chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện.